Nguyên chất 100%. Mỗi ngày. Hết nguyên chất rồi. Đồ. Ê. À thôi. Hả? Không gì. Kiểu gì? Không gì. Kiểu gì thì nói đi ba, thì không gì là không gì. Tao đang làm trong tự nhiên vô mà nhiều chuyện, chỗ người ta đang làm mà né đi. Nhưng mà kêu là kêu cái gì? Né thì tao đang làm cái này. Thì nói luôn đi, tự nhiên dựng cái điện ê rồi ai biết kêu muốn cái gì. Để tao làm xong rồi tao nói, mày hỏi nhiều quá. À thôi khỏi. Cái thằng này mày nhai vậy, cuối cùng là bây giờ mày muốn gì? À thôi. Sao? Ở qua đây rồi hả? Thôi khỏi đi. Là sao ông nội? Tao không có... Mày cố ý. Tao không cố ý, vô tình đụng chúng thôi. Không cố ý sao đẩy? Nó không có đẩy, đụng. Không có đẩy sao đổ? Nó vô tình đụng vô tay mày, nó đổ. Vậy là mày đẩy? Không, tao không có đẩy. Tao có đẩy sao đổ? Nó đổ là do cái tay mày. Là do mày đẩy. Ê, mày cố tình mày gán ép tao, tao không có làm. Không có làm, tại sao? Cái ly trà sữa của tao bây giờ nó... Thì... Là sao? Tại tao hỏi mày, mày không chịu nói với bộ, mày cứ làm gì ai biết đâu. Thì mày để tao làm xong tao nói mày không được hả? Rồi mày cứ nhắc rồi đổ rồi giờ sao ai uống? Xin lỗi gì đâu, làm gì căng vậy bộ, từ bình tĩnh. Trả tiền tao đi. Tao làm cực khổ lắm mà. Trả tiền đi. Rồi. Thên lại tao đi. Rồi đền, làm gì căng vậy? Thì mày thên đi. Nhiều. Tôi chờ xíu. Vì nó cũng phải có phương trình hết. Nè, phương trình ly trà sữa. Ta có A cộng B đóng ngoặc mở ngoặc tất cả bình bằng A bình cộng 2AB cộng B bình. Suy ra ta có tổng tiền phải trả bằng 10.000 tiền trà sữa cộng cho topping là 10.000 bằng 10 mũ 2 cộng 2 nhân 10 nhân 10 cộng 10 mũ 2 bằng 100 cộng 200 cộng 100 bằng 600. Ông nội. Con lại ông nội. Cái gì? Ủa ông nội, con đền cái ly trà sữa thôi là ông nội chỉ cần nói ông nội mua bao nhiêu thôi, chứ mắc gì tiền tính. Đấy, phương trình ở đây. Tổng 600 đây. Ủa mày ly trà sữa này mua gì 600? Đây, tao tính là tao... Không, đừng có tính nữa, mày mua ly này giá trị bao nhiêu? Nè, tao tính ra cho mày coi nè. Cái 600 ngàn này là mày tính vô topping cái... nữa. Ủa cái topping này trong đây có topping đâu? Ê, tao bỏ một đống vô, tao dầm nát ra, tao định hút, chưa kịp hút mày đổ. Ủa mày uống sinh tố hả, uống trà sữa hay uống sinh tố? Cái chào của nội tao mày 600. Mua đồ vô biên. Mưu hèn kế bẩn, ăn mặn khai, học lớp 2 khai lớp 9, bụng bự đứt teo, củ cải kêu lòng thòng, kiêu ngạo ngu lâu, dấu bền khó đào tạo. Ê tụi bay, có ly trà sữa 600 ngàn tụi bay chửi nó nặng vậy hả? Đâu khó đâu, nó phong lòng à. Mày là đố quyền cho sớm nghe luôn á. Tụi bay im nha, biết gì nói. Rồi biết gì, 600 ngàn nè. 600 gì? Đây tao tính lại cho mày. Thôi vô lý quá, không có tính gì hết á. Bây giờ nói rõ đi, hồi nãy mày đi ra ngoài chợ mày mua cái ly này bao nhiêu? Ly này 10 ngàn. Ly này 10 ngàn. Ừ. Rồi ok. Là cái ly này thôi 10 ngàn. Cái ly này tao cho 10 ngàn luôn, tiếp đi. Ừ. Topping 10 ngàn. Topping 10 ngàn 20. Ta có phương trình A cộng B. Không có A phương trình mà A cộng B tao nhức đầu lắm. Chốt. Chốt là 200. Ly trà sữa này 200 ngàn. Mà không tính công tao làm. Từ sáng giờ ai rảnh ai mượn cho mày làm. Ê, ly trà sữa cho mày đủ. Mày có ăn chặn á thì ăn cũng đàng hoàng thôi. Mày ăn mày chừa lại đứt cho con cháu rồi nữa. Mày có quê thì cũng quê vừa vừa thôi, mày chừa lại đứt cho con cháu mày sang lên bớt đi. Cái tiền công người ta cả ngày trời 500-600 ngàn, tao lấy mày có 100 mấy ngàn mày còn la. Vậy bây giờ mày làm lại ly trà sữa cho tao đi, tao không lấy tiền nữa. Làm đi. Làm nhanh. Ok. 200. Chốt 200 đúng không? Ừ. Rồi đợi tao coi. Cái gì vậy? Tao mới ẹt mã giảm giá, giảm 50%, đưa mày 100. Xong với con trai. Nè, mốt mà có muốn chơi tao á, dùng cái chiêu khác nha. Nhóc, mày hả? Còn xanh và non lắm. Anh Lý của tụi bay hả? Tôi xúc động quá hơn. Bao nhiêu lâu tôi trông chờ cái ngày này. Em cũng hơi bất ngờ luôn á. Tôi không ngờ. Tao không ngờ Mr. Lý mãi đỉnh mà lại vô tình tinh. Anh Lý. Không, sao đâu anh Lý, lâu mình mới thua một lần. Không có ai thắng bài. Anh Lý. Lý, đừng có cảm động. Đấy,
Dạ. Cầm, cầm gà. Cần gì anh? Ra chợ mua 3 ly trà sữa full topping cho tao. Ủa là sao? Ủa là không? Cái ly trà sữa này tao bỏ ra. Bây giờ mình có 3 ly trà sữa full topping. Là sao chưa hiểu nè? Ê, chưa hiểu à? Chưa hiểu nè. Tao bỏ 20 ngàn tao mua ly này. Dạ. Là cái bạch đổ. Đền 100 ngàn. Bây giờ mình đi, đi mua 3 ly trà sữa full topping. Ủa mà Lý, ngủ đồn vô biên. Có mấy ly trà sữa mà anh chịu nhục vậy hả? Sao đâu, nó thắng tao một trận chiến thôi. Tao thắng nó cả cuộc đời. Đúng nè. Ngủ đồn vô biên. Mưu hiền kế bẩn. Đó. Chà, đi cũng chà lạch. Tụt cái quần.